Hi, mến chào các bạn. Thì hôm nay cũng giới thiệu địa điểm ở thành phố Cần Thơ mình á. Thì sau lưng mình là đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Thì hướng mà xe mà đang chạy đó quý vị, đó là đường để vào Phong Điền, huyện Phong Điền. Thì giới thiệu cho anh chị và các bạn mình một số cái thông tin cập nhật. Ở đây hiện giờ là đường Nguyễn Văn Cừ này nói chung có rất nhiều cái cơ quan hoặc là cái trường học đại học á, rất là nổi tiếng và thu hút được nhiều bà con em mình đến học đó. Thì mình giới thiệu đường Nguyễn Văn Cừ. Đây là những cái khu dân cư nè anh chị. Thì mình muốn giới thiệu cho anh chị biết những cái địa điểm ở địa bàn phố Cần Thơ, rồi trường đại học quốc tế Singapore FPT. Bên cạnh đó cũng nhiều khu dân cư cũng mới hình thành đó, cũng gọi là khu dân cư mà đối diện với bệnh viện Nhi Đồng đó anh chị. Thì mời anh chị chúng ta đi một vòng dạo ở khu vực mà đường Nguyễn Văn Cừ. Thì hai bên đường này mình thấy bán cái cây cảnh á, nói chung là cây giống như là cổ thụ vậy đó, rất là lớn. Và có số điện thoại đó, anh chị nào mà có cái nhu cầu về những cái cây cổ thụ này thì có cái số điện thoại bên dưới đó, thì anh chị cứ liên hệ. Quá lớn luôn. Những cơ quan xí nghiệp, anh chị nào mà có sưu tầm về những cái cây cổ lâu năm á, thì chúng ta sẽ liên hệ. Quá trời khủng luôn. Ở bên kia lộ là cái đang làm cái khu dân cư Hồng Phát đó anh chị. Đó, khu đô thị mới An Bình của công ty Hồng Phát. Thì bên cạnh đó mình thấy vòng vòng cái khu vực này nè, rất nhiều cái cây xanh đó, cây mà lớn lâu năm nè. Những cái cây mà gọi là cổ thụ luôn á. Anh chị nào mà có nhu cầu về cây cảnh á thì chúng ta đến khu vực này để giao lưu mua bán. À, mình đọc lại cái số điện thoại cho các bạn nha. 077 3131 718. Là các bạn có nhu cầu về cái cây cổ thụ này, các bạn liên hệ số điện thoại này. Rất nhiều cây cổ thụ. Rất lớn anh chị ơi. Thì đường này là đường Nguyễn Văn Cừ để vào bên trong Phong Điền đó anh chị. Bây giờ đường này nói chung là cũng dạng hot á. Rất nhiều cái cơ quan và các trường học, bệnh viện. Hồi xưa ở khu vực này là chỉ có một trường đại học thôi, mà hiện giờ là đến đâu là 5 trường đại học rồi đó. Đại học công nghiệp, rồi đại học y dược, rồi đại học FPT, rồi đại học Nam sông Cần Thơ, rất là nhiều. Cũng ghi hình giới thiệu cho anh chị, nếu có nhu cầu thì chúng ta liên hệ để mua những cái cây này. Giá thì các bạn cứ liên hệ đến người chủ á, cái số điện thoại đó Hưng á, thì các bạn sẽ biết. Cặp hai bên đường là rất nhiều cây nha.
Đây, số điện thoại đây. Quốc Hưng. Bóng mát công trình. 0773131718. Thì anh chị có liên hệ cái mua bán thì anh chị liên hệ số điện thoại này. Cây này đang tước tiêu bằng cây gì anh? Cà na hả? Ồ lớn quá, quá trời luôn. Kêu bằng cổ luôn đó. Cây cà na. Anh chị nào mà có nhu cầu về cây cảnh cây kiển đó thì chúng ta đến cái khu vực của đường Nguyễn Văn Cừ á, nối dài á, cái hướng mà đi vô Phong Điền đó anh chị, thì anh chị sẽ gặp được những cái cây này, cây bằng cổ thụ luôn, cây cà na. Có nhu cầu thì chúng ta liên hệ số điện thoại nha anh chị. Quá trời luôn. Đường này là vào Phong Điền. Rất là nhiều luôn chị ơi. Gọi là những cái cây mà siêu khủng lâu năm á, lâu tuổi á, nhiều tuổi á. Đối diện ở bên kia lộ cũng có luôn đó anh chị. Cho anh chị xem lại số điện thoại nha. (0773131718). Chuyên bán các loại cây bóng mát trồng công trình, nhận bảo trì. Rồi anh chị nào có nhu cầu thì chúng ta sẽ liên hệ. Ở đây tiếp tục cũng có một số điện thoại luôn nè. Quá trời mấy cái gốc uống sữa này. Quý anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì chúng ta liên hệ nha anh chị. Ồ quá trời góc này luôn anh chị ơi. Thì một số hình ảnh giới thiệu cái đoạn đường Nguyễn Văn Cừ, và bên cạnh đó một số cái loại cây kiển cây cảnh đó, thì ghi hình giới thiệu cho các bạn. Và anh chị nào có nhu cầu á, hợp phong thủy á, thì chúng ta sẽ liên hệ để trao đổi buôn bán. Cái số điện thoại mình có để bên dưới. Chúc sức khỏe anh chị. Hẹn anh chị ở những clip tiếp theo. Mến chào tạm biệt. Mong rằng anh chị ủng hộ kênh.
Đây là đường Nguyễn Văn Cừ đó anh chị. Hiện giờ trong này có rất nhiều trường đại học, có những trường quốc tế như Singapore, rồi Đại học Nam Sông Cần Thơ, rồi Đại học FPT cũng rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.